Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Việt Nam. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Washington để dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Trong ngày làm việc đầu tiên ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến tiếp một số bộ trưởng, nghị sĩ Mỹ, lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức quốc tế. Thủ tướng sau đó có bài phát biểu quan trọng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ ở Washington. Trong chuyến công du này, nhà lãnh đạo Việt Nam và Tổng thống Biden sẽ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 27 năm qua, đề ra định hướng phát triển quan hệ hai bên trong thời gian tới. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác Việt-Mỹ đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và thêm vào đó là tình hình Biển Đông hiện nay đang bị Trung Quốc liên tục quấy nhiễu. Như các bạn đã biết, trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động khiêu khích tại Biển Đông. Đầu tiên là việc Bắc Kinh tổ chức các đợt tập trận kéo dài cả ngày lẫn đêm ở Biển Đông, chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Khu vực tập trận trong hai đợt này nằm ở giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam. Tiếp đó là thông tin Trung Quốc đã hoàn thành việc quân sự hóa hoàn toàn các cấu trúc mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông. Cụ thể là ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp. Gần đây nhất hồi đầu tháng 5, Trung Quốc tiếp tục đơn phương ra lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông, gây nên một làn sóng phẫn nộ của các nước trong khu vực. Có thể thấy dã tâm bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông đang bộc lộ ngày càng rõ nét. Tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Houston, Mỹ, cho rằng Trung Quốc đang tích cực gây hấn với các nước láng giềng để gián tiếp khiêu khích Mỹ. Lần này, Bắc Kinh điều động tàu sân bay và tàu đổ bộ tập trận hàm chứa 3 điều đáng quan tâm. Ông Nagao phân tích, thứ nhất, Trung Quốc đang đưa ra tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông nên muốn chứng minh khả năng hiện diện ở vùng biển này. Thứ hai, Trung Quốc muốn thể hiện tiềm lực sức mạnh hải quân ở nước này. Thứ ba, tàu sân bay và tàu đổ bộ là vũ khí quan trọng để có thể tấn công Đài Loan hay Việt Nam nằm ngay cạnh Trung Quốc và Bắc Kinh, muốn thể hiện sức mạnh này để dàn mặt Đài Bắc và Hà Nội. Cũng như các bên liên quan, việc Trung Quốc triển khai tàu sân bay cùng tàu đổ bộ tập trận trên Biển Đông là tin đáng lo cho các nước trong khu vực. Các nước cần hợp tác để ứng phó thách thức. Trong bối cảnh Trung Quốc đang cố ý khiêu khích như vậy, các nhà lãnh đạo Việt Nam sang công du Mỹ tất nhiên là có nhiều mục đích khác nữa, nhưng trong đó chắc chắn sẽ có một phần mục đích quan trọng là để kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng ta có thể nhận ra điều đó qua hai vấn đề hợp tác mũi nhọn trong kế hoạch công du Mỹ lần này của Bắc Kinh. Đó là hợp tác thương mại song phương và an ninh quốc phòng. Chúng ta không chọn phe, không nghiêng về bên này để chống lại bên kia, nhưng chúng ta có quyền tăng cường các mối quan hệ có lợi cho nền kinh tế và an ninh nước nhà, và mối quan hệ với Mỹ là một trong số đó. Thời điểm này, Mỹ đang muốn kìm hãm Trung Quốc và đó cũng là cơ hội để chúng ta phát triển hơn, nhất là về hợp tác an ninh quốc phòng. Đương nhiên, Mỹ cũng rất hồ hởi muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam bởi ở khu vực Đông Nam Á này, về vấn đề Biển Đông thì chỉ có Việt Nam mới đủ khả năng để tạo đối trọng với Trung Quốc. Các chuyên gia nước ngoài đã nhận định rằng, cho dù Việt Nam không theo phe Mỹ, thì Mỹ cũng vẫn sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình Đông Nam Á của trung tâm Simpson, cho biết, các quan chức Mỹ, trong đó có đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, đang kêu gọi nâng cấp chính thức mối quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược để ghi nhận thành công đáng kể của mối quan hệ này. Việc nâng cấp lên mối quan hệ chiến lược sẽ tăng cường nguồn lực dành riêng cho Việt Nam và có khả năng kéo theo nhiều hoạt động liên quan đến quốc phòng hơn, bao gồm cả việc bán thiết bị quân sự của Mỹ cho Việt Nam. Khi lệnh cấm trước đó đã được dỡ bỏ, việc nâng cấp có thể và nên diễn ra vào thời điểm thích hợp và thực tế sự hợp tác hiện tại về an ninh hàng hải và năng lực nhận thức trên các lĩnh vực hàng hải đã cho thấy Mỹ và Việt Nam có một mối quan hệ chiến lược thực sự. Bên cạnh đó, tập trung vào tăng trưởng trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và liên kết chung như thương mại và đầu tư, di sản chiến tranh và khí hậu sẽ càng làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ Việt-Mỹ, đưa mối quan hệ này tiến gần hơn đến việc nâng cấp chính thức. Điều này cũng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và địa chính trị mạnh mẽ cho cả Việt Nam và Mỹ. Các chuyên gia dự đoán về việc Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Việt Nam cũng không phải là điều không tưởng, bởi trong các cuộc trao đổi trước đây giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ, vấn đề thúc đẩy hợp tác sâu rộng về an ninh quốc phòng luôn được coi trọng.
Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước luôn được duy trì và tích cực với nội dung hợp tác đa dạng, nổi bật là việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và nâng cao năng lực hàng hải. Một số sự kiện nổi bật gồm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điện đàm với Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ DNI ở Vushanik 16 tháng 7 năm 2021 và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns 21 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam. Trong các cuộc trao đổi, hai bên đều đánh giá cao quan hệ song phương nói chung và hợp tác an ninh quốc phòng nói riêng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong nhiều nội dung quan trọng. Hai bên cũng đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam và thỏa thuận bảo mật thông tin quân sự tổng quát GSOMIA, tạo cơ sở để tiếp tục thúc đẩy các hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới. Vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên. Hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích MIA, tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam, xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật tiếp tục được đẩy mạnh. Chúng ta còn tích cực phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID triển khai bản ghi nhớ ý định MOI về hợp tác nâng cao năng lực giám định hải cốt trong chiến tranh. Trước khi Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng từng khẳng định Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng hai nước trên tinh thần đối tác toàn diện, luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung vì hòa bình thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh quốc tế đang khá rối ren hiện nay, việc mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc phòng là nhu cầu cấp thiết quan trọng, thậm chí quyết định sự tồn tại phát triển đối với mọi quốc gia. Tất nhiên Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy đó. Các bạn thấy đấy, các bác lãnh đạo của chúng ta luôn khẳng định, nói đi nói lại mong muốn của Việt Nam là trở thành bạn, là đối tác tin cậy với mọi quốc gia, sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng trên cơ sở không phân biệt sự khác nhau về chế độ chính trị, trình độ phát triển giữa các quốc gia, luôn tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước đối tác. Đồng thời Việt Nam cũng không lệ thuộc và không chấp nhận quan hệ hợp tác quốc phòng dưới bất kỳ điều kiện áp đặt hoặc sức ép nào. Chúng ta luôn cam kết thực hiện chính sách quốc phòng minh bạch mang tính chất hòa bình tự vệ và chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Độc lập tự chủ là lợi ích cao nhất của đất nước và cũng là nguyên tắc bất di bất dịch của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc phòng. Việt Nam không lệ thuộc vào bất cứ quốc gia nào và không cho phép bất kể thế lực nào xâm phạm lợi ích, nguyên tắc tối thượng đó trong quan hệ quốc tế. Khi chúng ta tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ đã thể hiện đúng thái độ sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng của Việt Nam trên cơ sở gác lại quá khứ hướng tới tương lai, không phân biệt sự khác nhau về chế độ chính trị hay trình độ phát triển và điều quan trọng nhất vẫn luôn đặt nền độc lập tự chủ của dân tộc lên hàng đầu. Austin nhấn mạnh thêm rằng, trong khi tăng cường hợp tác với Mỹ về lĩnh vực quân sự, chúng ta cũng vẫn mua vũ khí từ Nga và cái hay là cả Nga và Mỹ đều đồng thuận tăng cường hợp tác với chúng ta, chứ không phải vì họ ghét nhau mà đâm ra ghét lây sang Việt Nam. Chúng ta vẫn giữ vẹn nguyên quan điểm trung lập, không hề ngả nghiêng vào bên nào và mọi sự hợp tác với các nước khác chung quy lại đều là vì bảo vệ quyền lợi, nền độc lập tự chủ của đất nước mình thôi. Với quan điểm và hành động tích cực, có trách nhiệm như thế, Việt Nam trở thành đối tác được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cũng chính mối quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng phát triển với Mỹ, với Nga đã giúp Việt Nam có thêm cơ hội sở hữu nhiều khí tài hiện đại hơn, thậm chí là cả công nghệ chế tạo vũ khí để xây dựng nền quân sự của mình mạnh mẽ hơn, tiến tới gần hơn đến mục tiêu tự lực, tự cường, tự chủ trong công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc thấy Việt Nam mở rộng hợp tác thì cũng sẽ dè chừng chúng ta hơn, dù có hành động ngang ngược thật nhưng cũng không dám manh động khiêu chiến trước. Nếu chẳng may có chiến tranh xảy ra trên Biển Đông, thì ngoài việc lôi kéo được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè thế giới, chúng ta còn có thể tự tin khi đối đầu với kẻ thù vì đã có trong tay nhiều loại vũ khí đa dạng từ các nước đối tác.
AD thì rất ủng hộ việc Việt Nam mình mở rộng quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ và tăng cường mua bán vũ khí, rồi cả công nghệ chế tạo vũ khí với tất cả các nước khác nữa. Tất nhiên là trừ Trung Quốc vì họ luôn có tham vọng thôn tính chúng ta. Còn các bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về chủ đề này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha!